Trong cuộc họp Quốc hội Mỹ tháng 1 năm 1975, Tổng thống Ford đề nghị Lưỡng viện Quốc hội Mỹ viện trợ khẩn cấp cho Sài Gòn. Nếu từ chối, Sài Gòn sẽ thất thủ. Và nếu vậy, Quốc hội chứ không phải Nhà Trắng chịu trách nhiệm. Tổng thống đề nghị Quốc hội phê chuẩn 722 triệu đô la viện trợ quân sự. Không ai vỗ tay. Phần lớn dân biểu và cử tri của họ nghĩ đã quá muộn để làm điều gì đó có ý nghĩa. Quốc hội không phê chuẩn viện trợ quân sự. Thưa ngài Tổng thống, ngài cho biết chính phủ có các biện pháp gì ngoài việc tăng viện trợ cho chính phủ miền Nam Việt Nam? Tôi chưa có dự định tăng cường gì thêm. Washington dường như không quan tâm tới việc giữ lời hứa mà Tổng thống Nixon nhắc đi nhắc lại với Tổng thống Thiệu. Tôi tin tưởng vào quyết định của ông sẽ đi cùng với chúng tôi. Ông sẽ có được sự đảm bảo với sự trợ giúp của chúng tôi sau giai đoạn hòa giải, và chúng tôi sẽ đáp trả đầy đủ nếu miền Bắc Việt Nam vi phạm việc hòa giải. Một lần nữa, tôi muốn nói rằng tôi và ông sẽ cùng chí hướng với nhau hơn khi ông đưa ra quyết định của mình. Tổng thống Thiệu choáng váng. Kể từ năm 1973, từ khi chúng tôi ký Hiệp định Paris cho tới năm 1975, tiềm năng kinh tế của chúng tôi đã bị giảm xuống khoảng 60% vì sự cắt giảm viện trợ kinh tế và quân sự của Mỹ. Khi Ford trở thành Tổng thống vào năm 1974, thì tình huống lúc bây giờ đã khác. Nước Mỹ phải chuẩn bị hiệp định ở Việt Nam và không còn thêm lính Mỹ ở Việt Nam. Tình hình chính trị Mỹ lúc đó phải trải qua những biến động. Tổng thống Nixon phải từ chức. Chính vì không có lực lượng Mỹ vào Việt Nam nữa, công chúng Mỹ đã chuyển sự chú ý của mình khỏi cuộc chiến. Không còn dựa vào viện trợ về kinh tế và quân sự của Mỹ nhiều như trước, Việt Nam Cộng Hòa lâm vào cảnh khủng hoảng trầm trọng. Đời sống kinh tế khó khăn, lương bổng của tướng lĩnh Sài Gòn không còn cao như trước, nên sinh ra nạn tham nhũng lớn. Trong hồi ký của mình, Phó Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Cao Kỳ nêu trường hợp Tướng Tư lệnh Đồng bằng Sông Cửu Long Nguyễn Vĩnh Nghi đã lấy cắp 8.000 đài vô tuyến và 24.000 vũ khí cá nhân do Hoa Kỳ viện trợ và sớm bán sạch hết ra chợ đen. Nhà báo người Mỹ William Lederer từng nhận xét, kẻ thù tồi tệ nhất của Mỹ trong chiến tranh Việt Nam chính là nạn tham nhũng của Việt Nam Cộng Hòa. Tôi đã thấy trước Hoa Kỳ sẽ bị đánh bại như thế nào, không phải chỉ bằng sức mạnh của đối phương, mà bởi chính những sai lầm của mình, sự bất lực của chính mình. Việt Nam Cộng Hòa, đứng đầu là Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, cũng không có một chính sách kinh tế phù hợp để xây dựng nền tảng công nghiệp quốc gia mà ngày càng phụ thuộc vào viện trợ của Mỹ. Nên khi Mỹ cắt viện trợ thì nền kinh tế xấu đi, tinh thần công chức, quân nhân và dân chúng xuống cấp. Tháng 3 năm 1974, Quân ủy Trung ương họp hội nghị quán triệt, cụ thể hóa nghị quyết Trung ương 21 về mặt quân sự. Tinh thần của nghị quyết 21, Ban chấp hành Trung ương cùng nghị quyết của Quân ủy Trung ương đã góp phần quyết định nhanh chóng việc xoay chuyển tình thế ở miền Nam, làm thay đổi hẳn cục diện chiến trường miền Nam có lợi cho ta. Đảng nhận định, thời cơ giải phóng hoàn toàn miền Nam đã đến và quyết định đẩy nhanh thực hiện kế hoạch đã đề ra. Mùa xuân năm 1975, Đại tướng Văn Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, được cử làm tư lệnh chiến dịch Sài Gòn Gia Định. Mùa xuân Ất Mão, thời cơ đến, cả nước lên đường ra trận, ai ai cũng mang trong mình một niềm tin vào ngày chiến thắng. Tây Nguyên, nơi đất rừng hùng vĩ tươi đẹp, từng được người Pháp, người Mỹ và thế giới cũng nhận thức với câu nói nổi tiếng: đây là nóc nhà của Đông Dương. Nó cũng tính đây là một cái địa bàn chiến lược, bởi vì đây là coi như cái trung tâm
có thể phát triển qua Hạ Lào, nó cũng có thể phát triển qua Đông Bắc và Đông Campuchia, và phát triển xuống đồng bằng các tỉnh của Việt Nam, kể cả tiến vào Sài Gòn. Trong cuốn hồi ức Tổng hành dinh trong mùa xuân toàn thắng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp kể, trong buổi làm việc, anh Hoàng Minh Thảo với nhãn quan một nhà nghiên cứu khoa học quân sự đã nêu ý kiến. Khi đã chọn hướng chiến lược là Tây Nguyên, thì trước hết nên đánh Buôn Ma Thuột, vì đây là thị xã lớn nhất, là nơi hiểm yếu và cũng là nơi sơ hở nhất. Trong phiên họp ngày 8 tháng Giêng năm 1975, Bộ Chính trị quyết định chọn Tây Nguyên mở màn đòn chiến lược then chốt. Cuối năm 74, tháng 12 năm 74, đã tính toán rồi là có cuộc họp nhận định. Đấy. Chiến dịch mở ra để giải phóng miền Nam. Đấy. Lúc đó xác định rõ rồi, địch đi vào thế yếu rõ ràng rồi. Nó không tấn công được nữa mà. Bỏ, mình đánh chỗ nào mất chỗ đó nó phải chịu. Nhưng sức nó còn rất mạnh, nó còn hơn 1 triệu quân mà. Lực lượng pháo binh không quân thì tàu thuyền của nó còn mạnh như thế, mà thằng Mỹ thì không vào nữa, nhưng mà nó sẵn sàng nó đưa vũ khí cho Thiệu. Nhân dân các dân tộc Tây Nguyên tuy còn nghèo đói mà tinh thần yêu nước, kiên gan, suốt mấy chục năm chiến tranh, một hạt gạo cũng dành nuôi bộ đội. Cái đội du kích dân quân ấy mà họ đi mang đạn rồi mang gạo cho bộ đội, đến lúc nghỉ thì họ đem sẵn ra họ ăn. Thế sau này thì mới biết là ở làng thế có hạt gạo nào thì vét hết cho bộ đội. Bộ Tư lệnh Chiến dịch Tây Nguyên đã chỉ đạo cho các đơn vị thực hiện một chiến dịch nghi binh tuyệt đối bí mật. Sư đoàn bộ binh 10 và 320 được lệnh ăn Tết trước và bí mật hành quân vào vị trí tập kết chiến dịch. Nhưng mạng thông tin, các đài vô tuyến, chiến sĩ báo vụ của sư đoàn 10 và 320 vẫn ở nguyên vị trí cũ. Hàng ngày, cứ đúng giờ, mạng thông tin nghi binh của ta đều đặn phát lên không trung những bức điện, mệnh lệnh giả để đánh lạc hướng theo dõi của tình báo phía Việt Nam Cộng Hòa. Lúc này, sư đoàn 968 bổ sung tăng cường cho mặt trận Tây Nguyên được bố trí ở Bắc Kon Tum thay cho sư đoàn 10 và ở Pleiku thay cho sư đoàn 320. Sư đoàn 968 bắt đầu hoạt động bắn pháo vào Kon Tum, Pleiku và các căn cứ vòng ngoài xung quanh hai thị xã trên. Để thực hiện thành công kế hoạch nghi binh và tấn công của mình, quân giải phóng đã huy động được sự hỗ trợ lớn lao từ đồng bào các dân tộc Tây Nguyên. Đồng bào giúp đỡ bộ đội ta làm đường, kéo pháo, đặc biệt là phao tin để kế hoạch nghi binh thành công. Những hoạt động đó đã làm cho tình báo Mỹ và Sài Gòn không phán đoán được ý đồ chiến lược và hướng chính của cuộc tấn công. Phía Việt Nam Cộng Hòa phán đoán quân giải phóng đánh Kon Tum và Pleiku nên dồn lực lượng ra hướng Bắc phòng giữ hai địa điểm trên. Để đánh chiến dịch này thì chúng ta đã tổ chức mấy chiến dịch quan trọng. Một là đánh các nơi, hai là tổ chức nghi binh, ba là tổ chức cắt cái đường tiếp tế của nó từ ở miền Bắc Tây Nguyên, Nam Tây Nguyên, cắt đường của nó từ Tây Nguyên và xuống đồng bằng. 14 giờ ngày 28 tháng 2 năm 1975, trận đánh nghi binh lừa địch mở màn chiến dịch Tây Nguyên mùa xuân năm 1975 bắt đầu. Mở màn với các sư đoàn 316, 10, 320, sư đoàn 616, trung đoàn 95B, trung đoàn 198 đặc công, quân giải phóng miền Nam Việt Nam đã nghi binh, khiến quân lực Việt Nam Cộng Hòa tin rằng quân giải phóng sẽ tấn công thị xã Pleiku. Vào 2 giờ sáng ngày 10 tháng 3 năm 1975, quân giải phóng bất ngờ đánh úp thị xã Buôn Mê Thuột. Để điều động lực lượng thành thế bố trí được thì phải điều lực lượng của địch
tất những lực lượng chủ lực của nó ở lại trên phía Bắc. Làm sao lừa nó, hút lực lượng nó lên phía Bắc để ở Buôn Mê Thuột. Nó lực lượng nó mỏng yếu như vậy, gọi là Buôn Mê Thuột không có phòng ngự dự phòng. Sư đoàn 968 ở Tây Bắc thị xã Kon Tum và Tây Nam thị xã Pleiku là thế kìm giữ, không cho lực lượng Việt Nam Cộng Hòa ở đây ứng cứu cho Buôn Ma Thuột và sẵn sàng tiến công giải phóng Kon Tum, Pleiku khi thời cơ đến. Nhờ thế trận được tính toán kỹ lưỡng nên khi quân giải phóng tiến công vào Buôn Mê Thuột, quân đồn trú của Việt Nam Cộng Hòa kêu cứu khẩn thiết. Nhưng quân đoàn 2 của Việt Nam Cộng Hòa không có cách nào chi viện được cho Buôn Ma Thuột. Chỉ trong vòng 33 giờ, từ ngày 10 đến 11 giờ ngày 11 tháng 3, cuộc tiến công vào Buôn Ma Thuột, quân và dân ta đã giành toàn thắng. Lực lượng tan tác dốc mình vào, vào đánh được sư bộ 3. Mai Hắc Đế thấy tăng vào nói là nó quẩn, nó bỏ chạy hết. Phương tiện chiến tranh ngay cả tỉnh trưởng rồi tỉnh đầu trưởng nó bỏ chạy hết. Thêm một địa bàn nữa bị mất và mất khá nhanh. Lúc đó quân giải phóng bắt đầu nhận ra không cần chờ đến năm 1976 mà có thể tiến về phía Nam luôn. Buôn Ma Thuột thất thủ đã làm chấn động toàn miền Nam, lan tới Nhà Trắng và Lầu Năm Góc Mỹ. Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Thiệu và tướng Cao Văn Viên, Tổng tham mưu trưởng ký lệnh tử thủ Buôn Ma Thuột và ra lệnh cho tướng Phạm Văn Phú phải tái chiếm Buôn Ma Thuột. Theo lời Đại sứ Martin, phía Việt Nam Cộng Hòa hy vọng lực lượng của Sư đoàn 23 và Liên đoàn 21 Biệt Động Quân có thể đánh một trận đẹp mắt với quân Bắc Việt Nam ở phía đông Buôn Ma Thuột để xin viện trợ Mỹ kéo dài chiến tranh tại Việt Nam. Nhưng trên thực tế, quân Việt Nam Cộng Hòa tuy đông, hỏa lực chi viện hạn chế, hơn cả là tinh thần rệu rã. Trước thắng lợi đánh chiếm thị xã Buôn Ma Thuột nhanh hơn dự kiến, Quân ủy Trung ương và Bộ Tư lệnh nhanh chóng ra quyết định tấn công các cứ điểm tiếp theo. Trong 16 ngày, quét sạch toàn bộ cái tập đoàn của địch ở Tây Nguyên, mở ra một kỳ cuộc đột phá về mặt chiến lược và đi đến thắng lợi 30 tháng 4. Toàn bộ quân Việt Nam Cộng Hòa đã rút chạy khỏi Tây Nguyên, một cuộc rút lui hỗn loạn và tan tác của quân Việt Nam Cộng Hòa. Theo giới ngoại giao phương Tây, quân Việt Nam Cộng Hòa bỏ Tây Nguyên để tránh bị sụp đổ hoàn toàn. Cuộc rút lui được xem là để bảo toàn lực lượng và trang bị để dùng phòng thủ các vùng đông dân hơn. Quân Việt Nam Cộng Hòa rút về phía Nam. Tây Nguyên tươi đẹp, hùng vĩ, rộn ràng niềm vui chiến thắng. Khắp các buôn làng, thanh thị, rợp trời cờ đỏ, rộn ràng bài ca tiếng hát mừng thắng lợi. Sau khi Việt Nam Cộng Hòa mất Buôn Ma Thuột, Nguyễn Văn Thiệu giao Huế, động viên binh lính, giao nhiệm vụ cho tướng Ngô Quang Trưởng quyết giữ Huế và Đà Nẵng. Ngô Quang Trưởng tuyên bố, Việt Cộng phải bước qua xác tôi mới vào được cố đô Huế. Còn Tổng thống Thiệu thì tuyên bố trên đất Sài Gòn, bỏ Kon Tum, Pleiku để bảo toàn lực lượng, còn Đà Nẵng, Huế, quân khu 3 sẽ phải giữ đến cùng. Ngày 24 tháng 3 năm 1975, Bộ Chính trị họp nhận định cuộc tổng tiến công chiến lược của ta đã bắt đầu với chiến dịch Tây Nguyên. Ta cần nắm bắt thời cơ và ra quyết định quan trọng. Tập trung nhanh nhất lực lượng binh khí kỹ thuật và vật chất giải quyết xong Sài Gòn trước mùa mưa. Sau khi mất Tây Nguyên, thế phòng thủ chiến lược của quân Việt Nam Cộng Hòa bị rung chuyển nghiêm trọng. Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương quyết định mở chiến dịch Huế, Đà Nẵng
lấy tên là Mặt trận 475. Cụ thể, quân ta cần tập trung giải phóng Huế và Đà Nẵng trong thời gian nhanh nhất. Chiến dịch này do Bộ Tổng Tư lệnh trực tiếp chỉ huy, đồng chí Trung tướng Lê Trọng Tấn làm tư lệnh, Thượng tướng Chu Huy Mần làm chính ủy. Chiến dịch thực hiện làm hai đợt. Đợt 1, tác chiến từ ngày 21 đến 25 tháng 3, tiến công bao vây, chia cắt chiến lược, giải phóng Huế và toàn tỉnh Thừa Thiên, Quảng Ngãi. Đợt 2, tác chiến từ ngày 26 đến 29 tháng 3, ta tiến hành tổng công kích vào Đà Nẵng. Ngày 21 tháng 3 năm 1975, trên chiến trường Trị Thiên, bộ đội ta đồng loạt nổ súng, thực hiện chia cắt Huế với Đà Nẵng. Thành phố Huế hoàn toàn bị bao vây, cô lập. Địch kinh hoàng tháo chạy về Đà Nẵng, bị chặn ở gần đèo Hải Vân. Chúng chen với dân, ao ao chạy về cửa biển Thuận An. Pháo ta khống chế ở cửa biển Thuận An. Binh lính, quân xa un tắc ở cửa biển Tư Hiển, một cuộc rút chạy hỗn loạn. Nhân dân dẫn đường cho các đoàn quân chiếm lĩnh công sở, căn cứ của địch. 10 giờ 30 ngày 25 tháng 3 năm 1975, lá cờ cách mạng đã được kéo lên đỉnh cột cờ trước Ngọ Môn. Cùng với hướng Bắc của quân đoàn 2, đi tiên phong là sư 325 đánh Phú Gia, Lăng Cô, hướng Tây đánh Hòa Khánh, Hòa Cẩm. Hướng Nam, sư đoàn 2 của quân khu 5 do đồng chí Nguyễn Trơn đánh ngược ra đã giải phóng Tam Kỳ, Điện Bàn, vượt sông Bà Rén và được nhân dân cung cấp lương thực, thuyền, đưa bộ đội vượt sông chiếm Hội An, tiến tới núi Nò Nước. Các hướng đang siết chặt vòng vây, tấn công giải phóng thành phố Đà Nẵng. Ngày 25 tháng 3, quân và dân Quảng Ngãi kết hợp tấn công giải phóng thị xã Quảng Ngãi, đánh chiếm căn cứ Chu Lai. Thật sốc khi ngồi ở Sài Gòn ngày cũng đưa tin về những cứ điểm bị thất thủ. The fall of all these places. Trong thời điểm đó, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng đã nhận định địch kêu gọi tử thủ, nhưng tình hình có thể diễn biến đột ngột, khả năng địch rút vẫn tồn tại. Vậy phải có phương án đánh thật nhanh, thực hiện đúng phương châm khẩn trương, táo bạo, bất ngờ. Đại tướng Võ Nguyên Giáp chỉ thị, chiến tranh đã chuyển sang giai đoạn phát triển nhảy vọt. Bố trí của quân Việt Nam Cộng Hòa ở Đà Nẵng tuy chưa đảo lộn, mặc dù kêu gọi tử thủ, nhưng tinh thần quân lính đang suy sụp, cần nắm vững phương châm táo bạo, bất ngờ, kịp thời, chắc thắng, khẩn trương tiến công, bao vây tiêu diệt địch, khống chế sân bay, hải cảng. Chú ý làm tốt việc tiếp quản thành phố 1 triệu dân này, thực hiện tốt chính sách tù, hàng binh và chính sách chiến lợi phẩm, nhanh chóng tổ chức tăng cường lực lượng phát triển vào phía Nam. Ngày 29 tháng 3 năm 1975, quân ta tiến vào tấn công giải phóng thành phố Đà Nẵng. Sau 33 giờ tấn công, các binh đoàn của ta đã gặp nhau trong thành phố Đà Nẵng. Chiến dịch Đà Nẵng đã gây cho địch tổn thất lớn về vật chất, kỹ thuật và đánh tan tuyến phòng thủ mạnh nhất, đẩy chính quyền Sài Gòn đứng trước nguy cơ sụp đổ hoàn toàn, không gì có thể cứu vãn nổi. Sở chỉ huy quân đoàn 1 và quân khu 1 tan hoang, lời thề tử thủ đã theo tướng ba sao Ngô Quang Trưởng bỏ chạy vào Sài Gòn. Lại một cuộc tháo chạy của phía quân Việt Nam Cộng Hòa trên chính bãi biển mà 10 năm trước
thủy quân lục chiến của Mỹ đổ bộ, mở đầu can thiệp quân sự vào Việt Nam. Khoảng 16.000 lính Việt Nam Cộng Hòa khiếp đảm bỏ chạy thoát thân, tranh nhau lên các tàu đánh cá và chở hàng, chạy về phía Vũng Tàu và Sài Gòn hay bất cứ nơi nào có thể chạy khỏi quân ta. Chiến dịch thần tốc Huế-Đà Nẵng đã toàn thắng. Cả thành phố mặc áo đẹp ra đường trong sắc cờ hoa. Thắng lợi của chiến dịch Huế-Đà Nẵng có ý nghĩa chiến lược. Cùng với thắng lợi của chiến dịch Tây Nguyên, nó đã làm thay đổi hẳn cục diện chiến tranh, tạo ra những điều kiện rất cơ bản, góp phần giải phóng Sài Gòn và hoàn toàn miền Nam một cách nhanh chóng. Khi cờ của quân giải phóng tung bay ở thủ phủ một tỉnh ngay phía bắc Sài Gòn, với tôi coi như đã định đoạt. Tôi báo với gia đình dù tháng 8 mới mãn hạn phục vụ tại đây, nhưng tôi sẽ về nhà sớm hơn. Rồi tôi kín đáo gửi hết đồ đạc khỏi Việt Nam, mỗi lần một thùng. Khi Đà Nẵng vừa được giải phóng, các hãng tin phương Tây đã bình luận việc Đà Nẵng thất thủ, kể từ đây, sự sụp đổ của chế độ Sài Gòn chỉ tính bằng ngày và giờ. Ngay sau chiến thắng Buôn Ma Thuột, Quân ủy Trung ương đã kiến nghị với Bộ Chính trị. Vừa chuẩn bị cho trận quyết chiến chiến lược cuối cùng, vừa tiến hành giải phóng các đảo và quần đảo phía Việt Nam Cộng Hòa đang giữ. Kiến nghị này được ghi vào nghị quyết của Bộ Chính trị ngày 25 tháng 3 năm 1975. Đây là sự kiện đặc biệt đã diễn ra ngoài dự kiến ban đầu, và nếu chậm để quân đội nước khác xâm chiếm nơi đây, tình hình sẽ rất phức tạp. Khó khăn lớn nhất là phải giải phóng các đảo với lực lượng hải quân nhỏ bé lúc bấy giờ. Trong cuốn hồi ký Tổng hành dinh trong mùa xuân toàn thắng của mình, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã dành chọn một chương để nói về việc chúng ta tiến tới giải phóng các đảo. Lúc là lệnh của Bộ giao cho Hải quân tập trung lực lượng là đánh chiếm các đảo do quân ủy Sài Gòn chứa dưới trên quần đảo Trường Sa. Thế thì anh em nói với nhau như này, khó mấy cũng đi, mà đi là đánh, quyết đánh và đánh thắng ngay từ lần đầu. Quân khu 5 và Bộ Tư lệnh Hải quân nhận lệnh của Quân ủy Trung ương và Bộ Tổng Tư lệnh giải phóng các đảo thuộc quần đảo Trường Sa. Bộ đội đặc công đoàn 126 và đoàn tàu 125 Hải quân vượt biển tiếp cận các mục tiêu. Tấn công trên đất liền, giải phóng các đảo diễn ra nhịp nhàng với cách đánh táo bạo, bí mật, bất ngờ, áp sát các đảo để cờ Tổ quốc tung bay trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa. Sau khi mất Đà Nẵng, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu muốn thuyết phục sao cho Quốc hội Hoa Kỳ phải mở hầu bao, phải làm cho Quốc hội Hoa Kỳ thấy được nếu không viện trợ ngay cho Sài Gòn thì Sài Gòn sẽ sụp đổ. Thời điểm đó, Đinh Văn Đệ với cương vị Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Hạ nghị viện, đồng thời chính là một điệp viên tình báo của ta mang bí số U4, đã được Nguyễn Văn Thiệu giao trọng trách làm sao thuyết phục được Tổng thống Mỹ đưa quân trở lại Việt Nam. Trước tình thế cấp bách, nhận được lệnh của Trung ương Cục miền Nam, Đinh Văn Đệ phải tận dụng cơ hội hiếm hoi này làm cho Quốc hội Hoa Kỳ thấy được sự vô vọng của mọi cố gắng. Làm thế nào để nói mà không hớ hên để bị bại lộ, nhưng mà đồng thời tôi cũng biết rằng theo cái những điều mà tôi biết thì phải nói thiệt về cái tình hình mà bi đát không thể cứu chữa được ở nơi chiến trường Việt Nam. Cái điều này đó là một cái phương cách tốt nhất để cho người Mỹ họ biết quyết định là có nên tiếp tục hay là không tiếp tục yểm trợ miền Nam Việt Nam.
Trong bối cảnh đó, rõ ràng chuyến đi này mang một ý nghĩa lịch sử có tầm ảnh hưởng khôn lường. Ngày 16 tháng 4 năm 1975, khi tiếp phái đoàn của Đinh Văn Đệ, Tổng thống Ford cho biết: "Thôi, các bạn cứ yên tâm ra về, tôi sẽ cử một viên tướng qua thị sát tình hình, rồi sẽ có quyết định sau." Tổng thống Mỹ đã cử Đại tướng Warren sang thị sát tình hình và lập kế hoạch giữ phần còn lại. Đại tướng Warren đã yêu cầu chính quyền Nguyễn Văn Thiệu phải khẩn trương thành lập phòng tuyến phía đông, bảo vệ trung tâm quyền lực của chế độ Sài Gòn với lá chắn thép là Phan Rang và cánh cửa thép là Xuân Lộc. Trong 2 tháng đầu năm 1975, miền Bắc đưa vào Nam 57.000 bộ đội cùng khối lượng vật chất, kỹ thuật khổng lồ, đáp ứng đầy đủ và kịp thời nhu cầu to lớn và cấp bách của cuộc tổng tiến công chiến lược. Khi lực lượng quân giải phóng tiến gần tới các cửa ngõ dẫn vào Sài Gòn, Bộ Chính trị đã chỉ đạo chuẩn bị lực lượng cho cuộc tấn công cuối cùng vào Sài Gòn.